Được giao không bao lâu thì Trần Vũ Đồng cũng đã truyền âm tới Bảo nhạc sư đệ Ngươi cũng nhận được nhiệm vụ rồi đúng không? Chúng ta phải đến cứ điểm thứ bảy để hỗ trợ tu sửa bảo trì LB Gần như tất cả binh tử của Pháp binh các chúng ta đều phải dẫn người tới những cứ điểm khác nhau Cũng có nhiều người đi cùng chúng ta lắm Ngươi Chu Bằng Hải và tên Tôn Phương kia cũng thuộc tổ của ta Liên bang có 7 vị đại tướng quân Tướng quân chú đóng ở cứ điểm thứ bảy này tên là Chu Đức Hỷ Bảo nhạc sư đệ Ngươi có biết tướng quân đại biểu cho cái gì không? Đó là cả một tòa cứ điểm lớn, là một pháp binh cấp 9, đây là vinh quang vô thượng khi mở rộng bờ cõi cho nhân loại đấy. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng vô cùng hưng phấn, dường như hắn vô cùng mong chờ vào chuyến đi lần này. Muốn trở thành tướng quân thì phải đi diệt tộc, tiêu diệt bất kỳ một nhánh chủng tộc nào trong top 20 của mãnh thú phổ, khiến cho huyết mạch của chúng đứt đoạn thì có thể được trao quân hàm tướng quân. Mỗi khi liên bang chúng ta xuất hiện một vị tướng quân mới thì đều khởi xướng một cuộc chiến mở rộng lãnh thổ đánh sâu vào bên trong khu hoang dã đầy hung thú, sau đó thành lập một tòa cứ điểm trên vùng đất đã thu được. Ở nơi đó, cột khói chấn nhấp hung thú sẽ không bao giờ tắt. Cột khói đó là do tất cả binh tu đỉnh cao của liên bang hợp sức, dùng pháp binh cấp 9 được luyện thành từ huyết hồn của tộc hung thú đã bị tiêu diệt kia huyễn hóa ra. Ước mơ của ta thính là muốn chế tạo ra một khôi lỗi có sinh mạng. Còn lý tưởng bao năm qua của ta chính là diệt một tộc mãnh thú, trở thành tướng quân, khiến liên bang có được cử điểm thứ 8, nhóm lên cột khói bất diệt thứ 8 giọng điệu của trần vũ đồng ngày càng hưng phấn bừng bừng sau khi nói ra ước mơ của hắn thì lại càng thêm hăng hái nói thêm vài điều nữa sau đó mới định ngày xuất phát với vương bảo nhạc rồi tắt truyền âm đặt thẻ ngọc truyền âm trong tay xuống vương bảo nhạc hít sâu một hơi sau khi tiêu hóa nội dung những gì trần vũ đồng đã nói xong thì vẻ mặt cũng nghiêm túc hàn ra dù hắn có rè dặt kỹ tính nhưng không phải kẻ nhát chết dù tính tình không tốt thật nhưng lại rất có tâm duyết cũng có phần bá đạo và cường thế hắn hiểu rõ Đối với liên bang mà nói thì nguy cơ về hung thú tựa như một thanh kiếm sắc treo ngay trên đầu, thậm chí có rất nhiều người cho rằng về sau nhất định sẽ diễn ra cuộc chiến hung thú lần hai. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyện tướng quân với cột khói bất diệt kia không phải mục tiêu cuối cùng của mình, bởi vì ước mơ của hắn là trở thành tổng thống liên bang. Diệt một tộc là có thể trở thành tướng quân, ta muốn trở thành tổng thống liên bang thì kiểu gì cũng phải diệt cả trục tộc hung thú. Mở mang lãnh thổ dựng nên 10 tòa cứ điểm, điểm cháy 10 cột khói bất diệt không thì sao mà đè đầu mấy tướng quân kia được vương bảo nhạc hít sâu một hơi ánh mắt sáng ngời sắc bén hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng đối với việc mở mang bờ cõi hệt như trần vũ đồng nghĩ tới đây vương bảo nhạc bắt đầu chuẩn bị sau khi sửa sang pháp bảo của mình thì lại mua thêm không ít đan dược đồng thời cũng chú ý thấy gần như mỗi ngày đều có vô số chiếc khí cầu chở vài người bay thẳng vào tầng mây rõ ràng đây là những học sinh trong đạo viện đang xuất phát đến các cứ điểm kia nhìn bóng dáng của bọn họ trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng tràn ngập chờ mong. Ba ngày sau, khi hắn đã mua đủ vật dụng cần thiết thì thời gian hẹn trước với Trần Vũ Đồng cũng đã đến. Trời vừa sáng thì Vương Bảo Nhạc đã ra khỏi động phủ, đi thẳng đến bộ viện quản, trên đường đi tâm trạng của hắn cũng dâng cao. Chờ mong vô vàng với chuyến đi đến cứ điểm lần này. Sau khi Vương Bảo Nhạc đến bộ viện quản thì lập tức nhìn thấy Chu Bằng Hải và Tôn Phương đã đứng sẵn ở đó, đang chờ Trần Vũ Đồng và hắn. Nhất là Tôn Phương, hình như có vẻ khá căng thẳng thấp giọng cung kính đứng bên cạnh Chu Bằng Hải nói gì đó, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bước tới thì hắn lập tức hít sâu một hơi rồi bước tới. Vương Bảo Nhạc còn chưa tới gần thì hắn đã nhanh chóng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lớn tiếng mở miệng, "Phương Tôn bái kiến Vương sư huynh." Chu Bằng Hải đứng bên cạnh nghe thế thì lộ vẻ cổ quái. Mấy hôm nay hắn cũng nghe việc Tôn Phương gặp ai cũng toàn tự xưng là Phương Tôn, giờ trông thấy biểu hiện của hắn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì không khỏi bật cười cũng ôm quyền với Vương Bảo Nhạc đầy cung kính. Thấy Tôn Phương làm thế, Vương Bảo Nhạc cũng cười lớn vỗ vai Tôn Phương, sau đó nhiệt tình chào hỏi, cười nói với Chu Bằng Hải. Còn Tôn Phương được Vương Bảo Nhạc vỗ vai như thế thì chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần sáng sủa hơn hẳn. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng vơi đi phần nửa, nhưng vẫn dè dặt đứng bên cạnh hai người kia. Dù Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải nói gì thì hắn đều gật đầu lên hồi. Chẳng bao lâu sau Trần Vũ Đồng cũng võ trang đầy đủ đi tới, Nhìn thấy ba người Vương Bảo Nhạc thì cười lớn, không nói nhiều nữa mà trực tiếp lấy khí cầu của mình ra. Khác với khí cầu của Vương Bảo Nhạc, khí cầu của Trần Vũ Đồng rõ ràng có phẩm chất cao hơn, nó có màu bạc, chứa được chừng 10 người, nhìn sơ qua đã biết không hề tầm thường rồi. Chúng ta xuất phát thôi, TV khoát tay, sau khi hắn lên khí cầu thì Vương Bảo Nhạc cũng bước theo, tiếp theo đó là Chu Bằng Hải, cuối cùng là Tôn Phương. Đợi sau khi tất cả mọi người đều bước lên khí cầu thì Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực các vị đoạn đường này chúng ta phải hợp sức giúp đỡ lẫn nhau ta mong khi trở về chúng ta sẽ không thiếu bất kỳ ai nói xong trần vũ đồng lập tức phát linh lực ra chỉ trong nháy mắt đã có một cỗ tu vi chân tức đỉnh phong vượt xa đám người vương bảo nhạc ầm ầm bộc phát dung nhập vào trong khí cầu khiến cho nó chấn động bắn ra động lực kinh người sau đó lập tức bay thẳng lên vương bảo nhạc đứng ở bên trong khí cầu quay đầu lại nhìn hồ thanh mộc đang nhỏ dần ở phía xa chậm rãi hít sâu một hơi trong mắt lộ rõ vẻ kiên định với nhiệm vụ lần này. Khác với khí cầu dân dụng của cổ võ cảnh, Trần Vũ đồng thân là binh tử hàng đầu của DHH. Hắn lại là chân tức cảnh đỉnh phong. Tốc độ khí cầu của hắn cực nhanh. Dù là cách cứ điểm thứ bảy vô cùng xa, nhưng nếu trên đường thuận lợi thì chỉ cần vài canh giờ là có thể đến nơi. Nếu đổi lại thành khí cầu mà Vương Bảo Nhạc từng đi lúc ở đảo Hạ Viện thì thời gian sẽ dài hơn rất nhiều, vì sẽ bị khí hậu làm ảnh hưởng tới tốc độ cũng chỉ có khí cầu như của trần vũ đồng thì mới có thể lướt qua gần hết mọi loại chỉ trừ những khi khí hậu thật sự khắc nghiệt hoặc nguy hiểm thì khí cầu của trần vũ đồng vẫn bị ảnh hưởng và không dám tới gần còn hung thú ấy à tuy trong phạm vi liên bang cũng có hung thú vô cùng cường hãn nhưng phần lớn đều ở trình độ cổ võ hung thú chân tức không dám làm càn quá mức thực tế liên bang cũng muốn diệt sạch đám hung thú trong lãnh thổ lắm nhưng việc này có độ khó hơi cao theo linh khí bồi dưỡng mỗi năm đều có khá nhiều dã thú biến dị thành mãnh thú nhưng nếu thật sự muốn làm như thế thì cũng không phải là không được chẳng qua không rõ tại sao liên bang chỉ đặt trọng điểm ở những hung thú chân tức đổ lên mỗi năm đều có các bộ môn chuyên đi giết chúng bất quá cũng có một số khu vực dường như đã đạt thành một vài ước định nào đó với liên bang không xâm phạm lẫn nhau lúc này ở trong tầng mây khí cầu của trần vũ đồng bay nhanh từ xa nhìn lại thì như vẽ ra một vệt trắng dài trên trời cao lại có tiếng xe gió vang xa như cự thú gào to khí thế vô cùng bất phàm bên trong khí cầu trần vũ đồng và vương bảo nhạc đứng ở phía trước dõi mắt nhìn về phương xa trong lúc bay nhanh có thể nhìn thấy vô số thành trì nhưng tiếc rằng phần lớn các khu vực đều khá hoang vu bị vô số cánh rừng bao phủ thậm chí thi thoảng còn nhìn thấy phế tích của biết bao thành trấn năm đó cuộc chiến hung thú bộc phát nhân loại rơi vào hiểm cảnh có đến năm tòa thành bị diệt vong trần vũ đồng nhìn những phế tích kia bất chợt cất lời ta đã xem qua rất nhiều tư liệu về trận chiến ấy trong tất cả các thế lực của liên bang lúc ấy tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ cảnh còn không có kết đan cảnh nhưng trong đám hung thú lại xuất hiện ba con thú vương kết đan cảnh cũng may trong hồi nguy cấp bên trong liên bang rốt cuộc cũng có người đột phá trúc cơ bước vào kết đan bấy giờ mới khiến cho trận chiến đó xuất hiện chuyển cơ cũng lúc đó thần binh xuất hiện bị vô số thế lực và hung thú tranh giành cuối cùng bị bốn đạo viện chúng ta giành được. Thần binh này xuất hiện, rốt cuộc cũng khiến cho liên bang giành được thắng lợi trong trận chiến ấy, mở ra được bảy tòa cứ điểm, giết chết tất cả thú vương, tiếc rằng lại không đủ sức diệt sạch tất cả hung thú. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước thì sớm muộn gì cũng có một ngày, hành tinh này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trần Vũ Đồng nói tới đây thì ánh mắt sáng rực lên, lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, đang định nói chuyện thì đột nhiên chú ý thấy một tòa cứ điểm ở bên dưới. Cứ điểm này thành lập phía trên một sơn cốc, gai sắc hung tợn, tường thành bằng kim loại đen bóng. Còn có những đại pháo linh bảo hình tròn được gắn bên trên các cây gai nhọn đang tản ra uy lực chấn nhất tâm thần kia. Càng khỏi cần nói tới những chiến sĩ đông nghẹt ở bên trong cứ điểm và sát khí trên người họ. Đến rồi, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua nơi đó, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng bên cạnh đều nhìn sang. Đây là một tòa cứ điểm nhỏ, đi thêm một đoạn nữa là đến cứ điểm thứ bảy mà chúng ta muốn tới. Trần Vũ Đồng nhìn xong thì trầm giọng nói, đây chỉ là cứ điểm nhỏ thôi á. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau đó hắn nhanh chóng chú ý thấy đoạn đường tiếp theo cũng lục tích xuất hiện thêm nhiều cứ điểm giống như thế. Tuy bị gọi là cứ điểm nhỏ, nhưng quy mô của nó vẫn rất lớn, bình thường đều được xây trên một số sơn mạch, nối liền với cứ điểm chính, tạo thành một đường phong tỏa bất quy tắc. Gần nửa nén nhang sau, khi Trần Vũ Đồng thông báo cho mọi người biết cứ điểm thứ bảy đang ở phía trước thì Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Một vách tường kim loại khổng lồ trên sơn mạch phía trước. Lúc này lòng Vương Bảo Nhạc dậy sóng dữ dội, khó mà hình dung được, chỉ cảm thấy nó khổng lồ hơn những tòa cứ điểm nhỏ kia nhiều, tựa như một cảnh cổng khổng lồ chống đỡ cả đất trời, bao trùm tất thảy. Trong lúc tâm thần của hắn rung động dữ dội thì cũng nhìn thấy cột khói bất diệt bay thẳng lên trời cao, tỏa thành một vòng tròn mây mù liên tục lan rộng bốc lên từ bên trong tường thành khổng lồ nọ. Cột khói bất diệt kia có đường kính hơn 10 trượng, nhìn từ xa thì vô cùng kinh người, đến gần thì lại càng đáng sợ hơn nhìn không thấy rõ chỗ bắt đầu của nó, cũng không biết nó tạo thành kiểu gì, chỉ có thể nhìn thấy nó bay thẳng lên trời, hóa thành một dòng xoáy mây mù lan rộng, tựa như một con mắt khổng lồ lơ lửng giữa không trung, lại có một cỗ khí tức kinh thiên động địa ẩn chứa bên trong nó, như thể một khi bộc phát thì có thể quét ngang trời đất, ngay cả tu sĩ chân tức như Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng sẽ bị nó vùi lấp. Pháp binh cấp 9, pháp binh mạnh nhất mà hiện tại liên bang chúng ta có thể tạo ra. Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi rồi thấp giọng thì thào, hô hấp của Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh cũng trở nên dồn dập hơn. Cột khói đó đúng là có khiến hắn rung động thật, nhưng hơn hết thảy chính là khu vực mênh mông này, cùng với những cây gai sắc nhọn trên tường thành. Còn lại chính là thế giới khô cằn phía bên ngoài của biên giới, khí tức hoàn toàn khác hẳn với với bên trong lãnh thổ liên bang. Nơi này tràn ngập cuồng bạo và giết chóc nguyên thủy nhất. Cứ điểm thứ bảy, Vương Bảo Nhạc thì thào, khí cầu của bọn họ đến gần tường thành kim loại kia thì cũng bị trận pháp ở nơi này dẫn dắt động lực Lapa tức tắc ngấm, giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy kéo vào trong tường thành với vô số binh doanh. Trong quá trình khí cầu của bọn họ đáp xuống thì ở phía xa cũng có hơn 10 chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay tới. Rõ ràng bọn họ cũng giống như đám người vương bảo nhạc, đều là học sinh đến từ các đạo viện, được trận pháp ở nơi này dẫn dắt rồi lần lượt đáp xuống. Binh doanh này vô cùng khổng lồ, đủ để chứa hơn 10 vạn chiến sĩ. Lúc này khí cầu đáp xuống. Đám người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra thì lập tức có một vị chiến sĩ bước lên chào hỏi rồi dắt bọn họ rời đi. Thấy bầu không khí trang nghiêm ở nơi này, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc hẳn lên, cùng đám người Trần Vũ Đồng tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng được một chiến sĩ đưa tới trước một quân trướng. Sau khi đăng ký xong thì sẽ có người chỉ định nhiệm vụ cho các người, cuối cùng, cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Vị chiến sĩ dẫn đường cho bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi. Sau khi nói xong thì hắn lại cúi mình lần nữa. Đều vì nhân loại cả mà mấy người trần vũ đồng và vương bảo nhạc cũng nghiêm túc ôm quyền đáp lễ lúc này chiến sĩ kia mới quay người rời đi tiếp tục đón tiếp những người khác mà hiện tại đã có mấy trăm người đứng chờ bên ngoài doanh chướng này tất cả đều là chân tức cảnh đến từ bốn đạo viện khác nhau bên trong có khá nhiều người kích động nhưng cũng có người nơm nớp lo sợ có người thì im lặng kẻ lại thi thoảng dõi mắt nhìn về nơi hoang dãn phía xa trong mắt lóe lên hàn quang lần này có nhiều người của bốn đạo viện đến thật đấy trần vũ đồng khẽ nói với vương bảo nhạc vương bảo nhạc gật đầu để ý thấy phía sau cũng có không ít người kiểm tra xong và đến nơi này trần vũ đồng rõ ràng có tiếng tăm không nhỏ trong lúc chờ đợi có người để ý thấy hắn nên lập tức tì ổi chào hỏi có rất nhiều người của đạo viện phiêu miểu nhưng cũng có vô số người của ba đạo viện khác trần vũ đồng nhất mực mỉm cười đáp lễ với tất cả lúc cười nói hàn huyên với nhau thì hắn đều giới thiệu vương bảo nhạc với đối phương còn chu bằng hài và tôn phương thì chỉ có thể nhìn trần vũ đồng quen biết rộng rãi và vương bảo nhạc được trần vũ đồng đề cử với vẻ ngưỡng mộ thật sự bọn họ không có nhân mạch rộng như trần vũ đồng ở trong bốn đạo viện nhưng bọn họ lại nhanh chóng kinh ngạc phát hình như mức độ quen biết và nổi tiếng của vương bảo nhạc cũng không thấp chút nào vương bảo nhạc là vương bảo nhạc sao khi trần vũ đồng giới thiệu vương bảo nhạc với tất cả mọi người thì hắn cũng khách khí mỉm cười chào hỏi có không ít học sinh của bốn đạo viện lần lượt chú ý tới vương bảo nhạc sau khi nhìn thấy hắn thì những người này lập tức biến sắc. Bọn họ đều là những học sinh chân tức thuộc đảo thượng viện của bốn đạo viện. Từng tham gia đợt khảo hạch ở quê hương Linh Tức, cho nên đều biết rõ về Vương Bảo Nhạc. Nay tất cả đều cười khổ không thôi, cũng có không ít người lên chào hỏi làm quen với hắn. Cuối cùng, chính Trần Vũ Đồng cũng phải tò mò nên kéo Vương Bảo Nhạc lại hỏi. Bảo Nhạc sư đệ, ánh mắt bọn họ nhìn ngươi hơi lạ thì phải, có chuyện gì thế? Cũng không có gì, những người này cơ bản đều cảm thấy bản thân bị ta dành hết cơ duyên lúc ở quê hương linh tức ấy mà vương bảo nhạc có phần đắc ý kể sơ lại chuyện ở quê hương linh tức cho trần vũ đồng nghe chu bằng hải và tôn phương đứng bên cạnh nghe thấy thế thì lập tức trợn mắt há mồm nhìn hắn đầy kính nể như nhìn thần nhân vậy trần vũ đồng nghe xong cũng hết hồn hắn cảm thấy dường như mình đã có cái nhìn mới về vị sư đệ này vậy nên vỗ vai vương bảo nhạc đang định nói gì thì trong đám người phía sau có một cô gái chợt chừng mắt hét to khi nhìn thấy vương bảo nhạc vương bảo nhạc cô gái này mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, trông vô cùng xinh đẹp. Chỉ là lúc này lại trừng mắt nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Lý gì đấy hả? Vương Bảo Nhạc quay lại nhìn, nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Cô gái này chính là Lý Di. Cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc. Sau đó hư lệnh một tiếng quay mặt đi không thèm ngó tới hắn nữa. Thấy thế, Trần Vũ Đồng lại nhỏ giọng hỏi Vương Bảo Nhạc. Cô gái này cũng là quen được ở trong quê hương linh thức đấy à? Đúng vậy, cô nàng này độc ác lắm. Lúc ấy còn muốn lột đồ của ta nữa, may mà ta cẩn thận, bằng không là toi đời trai rồi." Vương Bảo Nhạc nói đầy cảm khái. Trần Vũ Đồng há hốc mồm trực nói gì đó, nhưng cả buổi trời vẫn không nói ra được thành lời, cuối cùng đành lắc đầu cười khổ, còn Vương Bảo Nhạc và Tôn Phương đứng bên cạnh thì lại giật mình lần nữa. Tiếp theo, số người đến đứng chờ trước quân trướng ngày càng tăng. Hàng người phía trước lại lục tục bước vào bên trong, sau khi bước ra đều lấy khí cầu bay đi có vẻ như vì đã đăng ký nên trận pháp ở nơi này không ảnh hưởng gì tới họ nữa dần dần đám người đứng trước mặt vương bảo nhạc đã đi vào bên trong sắp sửa đến phiên họ bước vào nhưng đúng lúc này lại có tiếng kinh hô vang vọng ở phía xa trên bầu trời lại có tiếng phá không chói tai vang lên tiếng kêu này như xuyên thủng màng tai khiến tất cả những kẻ nghe thấy đều ôm đầu đau đớn không khỏi ngước mắt nhìn lên sau đó vẻ mặt ai nấy đều thay đổi vương bảo nhạc cũng vội ngẩng đầu nhìn lên lập tức trông thấy có ba con phi cầm khổng lồ đang bay vút tới trên bầu trời bao la phía bên ngoài tường thành. Ba con phi cầm này có hình thể khổng lồ, dài chừng hơn 10 trượng, có thân uốn éo giống loài rắn, nhưng lại mọc đầy xúc tu. Trên lưng mọc ra vài đôi cánh xương, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn cũng vô cùng hung tàn, khiến cho lòng người sợ hãi. Nhất là tu vi ba động trên người nó lại còn mạnh hơn cả Trần Vũ Đồng. Nhưng ngay khi chúng nó bay tới thì vách tường đồ sộ kia đột nhiên chấn động một cách sau đó có ba chùm tia sáng bắn thẳng ra, như thể muốn cu yến thủng trời cao, linh uy ngập trời. Hư không nơi nó đi qua đều như bốc cháy. Dù cho ba con phi cầm này tránh né kiểu gì thì cũng không thể thoát được. Thân thể lập tức bị xuyên thủng. Một kích bỏ mạng. Chỉ trong nháy mắt đã tan thành cho bụi. Đây là hỏa thần pháo. Trong mắt Trần Vũ Đồng ánh lên vẻ kích động. Là cự pháo có uy lực kinh người do tất cả binh tu hàng đầu của liên bang cùng nhau nghiên cứu và chế tạo, tập hợp mấy trăm món linh bảo mà thành. Nhiệm vụ mà đạo viện giao cho chúng ta lần này chính là bảo trì hỏa thần pháo này. Vương Bảo Nhạc cũng phải lắp bắp kinh hãi khi nhìn thấy uy lực của hỏa thần pháo kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện chiến sĩ xung quanh từ đầu chí cuối chưa từng ngước lên nhìn lấy một cái. Nên lập tức hiểu ra, có lẽ đối với những người quanh năm chú đóng ở nơi này thì đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. Đây chính là biên cảnh. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh. Lúc bay ở trên trời hắn cũng có chú ý tới hỏa thần pháo mà Trần Vũ Đồng vừa nói. Lúc này như có điều suy ngẫm mấy người đứng trước vừa bước vào quân trướng kia cũng đã đi ra sau khi chào hỏi mấy người vương bảo nhạc xong thì lại lấy khí cầu rời đi trần vũ đồng hít sâu một hơi nhìn vương bảo nhạc một cái hai người một trước một sau bước vào bên trong quân trướng chu bằng hải và tôn phương cũng vội dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống vội vàng nối gót theo sau quân trướng không lớn lắm có bốn chiến sĩ đứng hai bên có một cô gái ngồi sau chiếc bàn đặt ở giữa cô gái này mặc quân phục thoạt trông vô cùng hiên nhanh nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ trong mắt cô dường như ẩn chứa dã dạ tính khó có thể bị chinh phục. Sau khi nhìn thấy cô gái này thì hai mắt của Chu Bằng Hải và Tôn Phương đều sáng rực lên. Trần Vũ Đồng thì không có biểu hiện gì, riêng Vương Bảo Nhạc thì lại há mốc mồm. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc vô thức xoa mũi, cảm thấy không ổn lắm, vì cô gái nọ chính là Chu Lộ. Chu Lộ cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, chẳng qua cô không hề có vẻ gì là bất ngờ. Rõ ràng trước đây cô đã biết Vương Bảo Nhạc sẽ đến khi xem danh sách rồi lúc này hai mắt của cô lạnh lẽo vô cùng liếc nhìn vương bảo nhạc mấy lượt sau đó mới cười lạnh vương bảo nhạc còn nhớ ta chứ cô ta vừa nói xong thì cả trần vũ đồng chu bằng hải và tôn phương đều giật mình đồng loạt quay sang nhìn vương bảo nhạc thật sự là sau khi đến đây hình như những người quen biết vương bảo nhạc ngày càng nhiều hơn thì phải vương bảo nhạc chớp mắt nếu đổi lại là ở đạo viện phiêu miểu với tính cách của hắn thì có khi sẽ nhận luôn ấy chứ nhưng nơi này lại là địa bàn của người ta vương bảo nhạc cảm thấy mình chơi hèn một lần cũng không sao hết thế là nhìn chu lộ với vẻ ngơ ngác đầy kinh ngạc người đẹp này cô biết ta à vương bảo nhạc vừa nói xong thì chu lộ lập tức nghẹn họng rõ ràng dù đã đoán được vương bảo nhạc nhất định sẽ không thừa nhận nhưng thật không ngờ đối phương lại gọi mình là người đẹp nhưng cái xương hô này cũng không khiến cô ngôi giận được lúc này cô hừ lạnh một tiếng chẳng qua cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để báo thù vậy nên cô chừng mắt nhìn vương bảo nhạc một cái rồi quay sang nhìn trần vũ đồng sau đó đứng dậy cúi đầu vị này chính là trần vũ đồng trần sư huynh đúng không xin hãy giao thẻ ngọc nhiệm vụ mà đạo viện phiêu miểu đã giao cho ta đối với trần vũ đồng dù chu lộ thân là phía quân đội cũng phải khách khí thấy rõ một phần là do tu vi của trần vũ đồng phần khác là do bối cảnh sau lưng hắn phải biết rằng thân phận của người có thể được đề cử trở thành phó các chủ của pháp binh các không hề tầm thường chút nào trần vũ đồng cũng dần suy nghĩ riêng trong lòng xuống bước lên giao thẻ ngọc ra dù tu vi của đối phương thấp hơn mình nhưng hắn vẫn khách khí vô cùng điều này khiến chu lộ có hảo cảm với trần vũ đồng hơn hẳn nhất là bộ dạng của trần vũ đồng lại vô cùng phong độ thân phận và tu vi lại cao như thế khiến cho không ít học sinh nữ trong đảo thượng viện của đạo viện phiêu miểu sinh lòng ái mộ tiếc rằng hắn vẫn luôn độc thân không hề có quan hệ gì với các cô nàng đó sau khi chu lộ và trần vũ đồng xác nhận nhiệm vụ xong thì cuối cùng được an bài làm việc trong một cứ điểm nhỏ bọn họ phụ trách công tác bảo trì hỏa thần pháo ở nơi đó trong lúc diễn ra thú triều sau khi nhận nhiệm vụ xong cầm thẻ ngọc đồng hành do quân đội đưa mấy người trần vũ đồng và vương bảo nhạc đi ra khỏi quân trướng còn chu lộ thì tiếp tục lạnh lùng chừng bóng lưng của vương bảo nhạc một cái trong lòng thầm hư một tiếng chu lộ ta không phải kẻ lợi dụng việc công để báo thư thù đâu bằng không lần này ta có thể dễ dàng lột một lớp da của hắn rồi chẳng qua sau này nhất định phải báo thù mới được Chu Lộ thu hồi ánh nhìn, tiếp tục giải quyết công việc. Lúc này ba người Trần Vũ Đồng đi ra khỏi quân trướng, bước lên khí cầu, chuẩn bị đi đến cứ điểm nhỏ được chỉ định đều quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì không tiện hỏi, nhưng Trần Vũ Đồng cũng tò mò nên hỏi luôn. Bảo Nhạc sư đệ, cô gái ban nãy người cũng quen được trong quê hương linh tức đấy à? Chẳng lẽ cô ta cũng định lột sạch ngươi sao? Không đúng, cô ấy hẳn là không vào đảo thượng viện của bốn đạo viện, bằng không thì chẳng thể nào vào quân đội sớm như vậy được cô ấy hẳn là do gia tộc an bài. Trần Vũ Đồng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nơi này không có người ngoài. Hắn cũng chẳng có gì để giấu, bèn bất đắc dĩ nói luôn. Cô ta tên là Chu Lộ, cô ấy không định lột đồ ta, có điều. Từng bị ta đạp mông một cái, ta nhớ lúc đó cô ấy mặc đồ bó sát người, nhưng bị ta đạp một cái thành ra mông bên to bên nhỏ, vốn là một quả đào đều đặn, sau lại bị đá thành hồ lô. Lời kể của Vương Bảo Nhạc rất tượng hình cũng dễ hình dung trong đầu ba người trần vũ đồng nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng tương ứng chu bằng hải và tôn phương thật sự phục vương bảo nhạc luôn bản lĩnh trêu gái của hắn đã lên tới trình độ mà họ không thể so bì trần vũ đồng cười khổ cuối cùng vỗ vai vương bảo nhạc nói lời thấm thía bảo nhạc sư đệ con gái đều rất phiền phức ta khuyên ngươi sau này nên bớt trêu chọc bọn họ đi thật sự là phiền lắm luôn đấy đây cũng là kinh nghiệm ta đúc kết ra được sau này ngươi nên học theo ta này nghe lời tuyên ngôn đầy kinh nghiệm của trần vũ đồng vương bảo nhạc cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì khí cầu của bọn họ đã đến cứ điểm nhỏ được chỉ định cứ điểm này được xây trên một đỉnh núi nhìn từ xa thì cứ điểm độc một màu đen tựa như một nửa vòng tròn khổng lồ bằng kim loại cao chừng mấy trăm trượng dài hơn ngàn trượng mặt hướng về phía khu vực nguyên thủy có hình cung bên trên chia ra hơn trăm nhánh mỗi cái đều có đài cao hình tròn bộ dạng tổng thể trông giống như một cái thìa mà trên đài cao hình tròn của mỗi nhánh đều có một pho hỏa thần pháo cao chừng 10 trượng. Ngoài ra trên mỗi cái đài cao đều có không ít chiến sĩ đóng quân, số lượng ước chừng 1.000 người. Những chiến sĩ này có người phụ trách bảo trì hỏa thần pháo, có người phụ trách siết chọc lúc thú triều tới, ngăn cản hung thú xông vào phá hỏng hỏa thần pháo. Thiết kế như thế, một mặt là ở gần hỏa thần pháo, một mặt cũng là vì một khi hỏa thần pháo bị hỏng sẽ sinh ra lực tự bạo, cho nên không thể để nó ở gần cứ điểm quá đồng thời ở trên sơn mạch trung điệp xung quanh cứ điểm cũng có hộ cháo mờ ảo lan ra men theo hai bên tựa như một tầng hộ cháo khổng lồ vừa để ngăn cản thú triều ập vào vừa nối liền với hai cứ điểm khác ở gần đó nếu như đứng ở nơi cao nhất nhìn qua thì có thể thấy tất cả cứ điểm nhỏ như một đống chấm nhỏ lấy cứ điểm thứ bảy làm tâm điểm được một tầng sáng trận pháp phòng hộ khổng lồ bao phủ nhiệm vụ của những cứ điểm nhỏ này ngoại trừ ngăn thú triền tấn công ra thì còn là triệt tiêu ba động trận pháp với cứ điểm thứ bảy làm trung tâm khiến thú triều xông tới từ đầu cũng sẽ khiến ba động của trận pháp được tản ra đều khắp nơi, làm cho trận pháp càng chắc chắn hơn. Thế nên mỗi một cứ điểm nhỏ cũng sẽ trở thành nơi đột phá của đám hung thú, thành thử bản thân của những cứ điểm này cũng được chia hỏa thân pháo. Dù số lượng không nhiều bằng cứ điểm chính, nhưng cũng có hơn trăm cái, ngoài ra lại có truyền tống trận, để có thể đi cứu viện hoặc tiếp nhận cứu viện bất kỳ lúc nào. Những cứ điểm nhỏ có đủ lực sát thương như thế cũng có hơn trăm cái ở quanh cứ điểm thứ bảy. Tất cả tạo thành biên giới thứ bảy của liên bang khiến cho nơi này như một thùng sắt. Từ sau khi cuộc chiến hung thú kết thúc tới nay, nó vẫn đứng vững sừng sững, ngăn cản biết bao lần thú triều diễn ra. Lúc này khí cầu đáp xuống cứ điểm, sau khi nhóm người Vương Bảo Nhạc đến gặp mặt vị quân trưởng phụ trách nơi này, xong thì cũng được dắt vào bên trong cứ điểm. Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều là đi theo Trần Vũ Đồng, kiểm tra một phần hỏa thần pháo ở nơi này. Nơi này có không ít học sinh của bốn đạo viện, tuy rằng đa phần là chiến tu, nhưng cũng có một vài đan tu, trận tu và những tu sĩ am hiểu lĩnh vực khác. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, còn binh tu chịu trách nhiệm bảo trì hỏa thần pháo. Tính cả nhóm người vương bảo nhạc thì cũng có hơn 10 người, chia ra bảo trì hỏa thần pháo. Cho nên số lượng được phân tới cho bọn họ chịu trách nhiệm chỉ có 30 cái. Mỗi cái hỏa thần pháo đều do hơn trăm cái linh bảo tổ hợp lại mà thành. Mỗi linh bảo đều như một bộ phận. Khiến cho một khi hỏa thần pháo này hoạt động thì sẽ có uy lực không hề đơn giản, chứ không đơn giản như vài trăm món linh bảo cộng lại không thôi. Cũng vì khá phức tạp cho nên một khi có sơ suất gì thì binh tu bình thường căn bản không xử lý được. Cho nên ba người Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải chỉ có thể làm chân chạy việc, còn binh đồ thì không có tư cách sửa linh bảo, cho nên người phụ trách sửa chữa chủ yếu là Trần Vũ Đồng. Chẳng qua bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có chế tác linh bảo, cho nên ba ngày này chuyển tâm học hỏi, hắn cũng hiểu được đại khái về tổ hợp linh bảo này ngay cả Trần Vũ Đồng cũng phải ngạc nhiên. Cuối cùng hắn cũng an tâm để cho một mình Vương Bảo Nhạc làm công tác bảo trì. Vậy thì công việc của nhóm bọn họ cũng đỡ hơn. Bọn họ bận rộn suốt một tuần, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thay linh kiện tất cả các hỏa thần pháo xong thì nhóm người Vương Bảo Nhạc mới rảnh tay. Cho nên phần lớn thời gian về sau Trần Vũ Đồng đều đi làm quen với những học sinh của các đạo viện khác, Chu Bằng Hải cũng đi mở rộng quan hệ, còn Tôn Phương thì đi kết thân với những quan quân kia. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là khác hắn thích nói chuyện với những chiến sĩ hơn các quan quân. Thế là trong vòng một tuần tiếp theo hắn liên tục phát hiện phần lớn chiến sĩ ở đây đều là cổ võ cảnh. Rõ ràng không mạnh bằng mình. Nhưng khi nhìn mình thì trong mắt họ lại mang theo chút ngưỡng mộ. Lại có một loại ý bảo hộ. Không phải được bảo hộ, mà là muốn bảo hộ Vương Bảo Nhạc. Nói đúng hơn là bảo hộ nhưng tu sĩ như Vương Bảo Nhạc. Loại ý bảo hộ này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà cõi lòng dậy sóng cuồng. Rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng những người ở cổ võ cảnh lại muốn bảo hộ mình. Bởi vì, theo họ thấy thì số lượng tu sĩ rất ít, những tu sĩ đó đều là hy vọng, không thể gặp chuyện. Mà những tu sĩ có thể tạo ra và sửa chữa hỏa thần pháo thì lại càng không thể có bất chắc gì. Sau khi hiểu ra mọi thứ, trong lòng vương bảo nhạc dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ ngang tuổi mình. Thấy trên pháp khí của họ đều có rất nhiều dấu vết sửa chữa sơ sài hoặc hỏng hóc. Hắn nghĩ tới việc khi mình tu luyện ở đạo viện thì họ lại ở đây sông pha. Chiến đấu với mãnh thú hắn nghĩ tới việc những chiến sĩ này đã dùng sinh mạng dùng máu tươi của họ để đổi lấy thời gian cho các tu sĩ phát triển cũng như đổi lấy cuộc sống bình an cho vô số bình dân khác cho nên sau này rảnh rỗi thì vương bảo nhạc chọn cách chủ động đi làm quen với những chiến sĩ này chỉ cần mình có thể làm được thì đều cố gắng sửa chữa pháp khí cho họ dần già bởi vì hành động và tính cách của vương bảo nhạc mà hắn nhanh chóng thân thiết với những chiến sĩ này sau khi thân thiết thì vương bảo nhạc gần như quên mất việc mình cũng là tu sĩ lúc chơi chung với các chiến sĩ cũng khác hẳn Tới đây nào, vừa rồi tên nào nói ta không bẻ được ngón tay của hắn thế, hôm nay chúng ta so thử đi nào, ai thua thì phải đi giặt tất chân cho mọi người. Trên quảng trường, bên ngoài một doanh trại mấy trăm chiến sĩ, lúc này tiếng người cười nói la hét cổ vũ rôm giả, vương bảo nhạc ngồi đó bẻ ngực cổ tay của một tên to con đối diện, đắc ý cười lớn nói, tiếng cười xung quanh lại càng vang dội hơn, sau đó lại có người không phục bước lên, tiếp tục bẻ ngón tay với vương bảo nhạc, trước đó bọn họ đã giao kèo cả rồi vương bảo nhạc không dùng tới linh khí chỉ dựa vào sức lực bình thường mà thôi mà những chiến sĩ bước lên đấu thử toàn là bổ mạch đỉnh phong nhưng trong từng đợt tiếng cười lớn vang lên cả đám chỉ có thể cười khổ bị vương bảo nhạc bẻ ngón tay vương bảo nhạc rốt cuộc ngươi là binh tu hay chiến tu đấy ta nghe nói chiến tu trong bốn đạo viên các ngươi đều rất giỏi khoản rèn luyện thân thể nhưng không hề nghe chuyện binh tu cũng thế nhé nghe người xung quanh nói vậy vương bảo nhạc đắc ý vỗ bụng bởi vì ta đẹp trai chứ sao các ngươi cũng biết đấy mấy người đẹp trai bình thường toàn là thiên tài cả. Vương Bảo Nhạc cười lớn, trong bầu không khí nhiệt tình này, bắt đầu bốc phét tự khen bản thân, lấy một đống đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp. Vương Bảo Nhạc này, ta cũng không muốn ăn chùa của ngươi. Thế này nhé, ngươi có bạn gái chưa? Ta có một đứa em gái. Đợi ta về hỏi thăm người thân rồi giới thiệu cho ngươi nhé. Ta nói cho mà biết, em gái ta xinh lắm đấy. Tên to con ban nãy đánh thua Vương Bảo Nhạc vừa ăn ké đồ ăn vặt của hắn vừa cười toe toét mở miệng với vẻ vô cùng tự hào. Vương Bảo Nhạc ngu người, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này, nên cũng tò mò hỏi luôn. Ý ngươi là xem mặt ấy hả? Nghe thấy tên to con kia với Vương Bảo Nhạc nói chuyện. Đám chiến sĩ xung quanh cũng nhao nhao lên, phải biết rằng chính bản thân tên kia cũng quên sự mất mình đã gạ làm mai em gái cho biết bao nhiêu người rồi. Chỉ cần có người giúp đỡ hoặc cho hắn cái gì là hắn lại đòi làm mai em gái cho người ta ngay. Bây giờ lại nhắc tới nên lập tức bị mọi người cười trêu. Sau khi nghe mọi người nói xong thì Vương Bảo Nhạc cũng thấy buồn cười. Tên to con kia thì cười hắc hắc, không hề thấy xấu hổ chút nào, luôn tay nhét đồ ăn vào miệng. Cả đống người cùng ngồi ăn, tiếng rồm rốp vang khắp nơi khiến không ít chiến sĩ tuần tra ghé mắt. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đều mỉm cười. Thực ra mấy hôm nay gần như mọi người trong quân doanh của cứ điểm này đều biết Vương Bảo Nhạc. Mà hắn lại khác những tu sĩ khác, bọn họ cũng không ngốc. Đương nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là thật lòng muốn làm bạn với họ ngoài ra tính tình của vương bảo nhạc cũng khá được thích thậm chí sự xuất hiện của hắn khiến cho cứ điểm này có nhiều tiếng cười và niềm vui hơn hẳn các quan quân và cả bị quân trưởng dâu ria xồm xoàm kia cũng phát hiện ra cho nên ấn tượng của họ với vương bảo nhạc cũng trở nên sâu sắc hơn thời gian vui vẻ hài hòa này kéo dài nửa tháng trong lúc vương bảo nhạc đã thân thiết hơn với những chiến sĩ này thì thú triều đã bắt đầu bắt đầu vào đêm khuya của ngày nào đó tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên những người đang say giấc trong cứ điểm đều giật mình lập tức lao thẳng ra ngoài nhìn về phía bầu trời bên ngoài cứ điểm vương bảo nhạc vốn đang đả tọa lúc này chợt mở mắt ra lập tức đi ra khỏi chỗ ở bên tai là tiếng còi cảnh báo trói tai cũng thấy những chiến sĩ trong cứ điểm đang xếp hàng trật tự vội rào bước đi nhanh về phía hơn trăm đài cao có chứa hỏa thần pháo kia cảnh tượng này khiến cho vương bảo nhạc đanh mặt lại thân thể của hắn nhoáng lên một cái bộc phát tốc độ cực nhanh sau khi chạy tới mép cứ điểm nhìn ra bên ngoài thì toàn thân chợt run mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Khu vực hoang dã bên ngoài cứ điểm đột nhiên xuất hiện bụi mù ào ào bốc lên như muốn che phủ cả đất trời. Trong màn bụi mù kia thấp thoáng bóng dáng vô số hung thú vô cùng dữ tợn đang chạy nhanh về phía cứ điểm bên này. Phần lớn đám hung thú này có thể hình chừng một hai trượng. Bộ dạng khác nhau. Tốc độ cũng có nhanh có chậm. Nhưng tất cả đều vô cùng hung tàn và dã man. Lại có cả mùi tanh bỗng chốc lan khắp đất trời. Thân thể của chúng phần lớn đều rất dơ bẩn. Bộ dạng xấu xí kỳ dị có con sói giữ mọc hai đầu, cũng có con cá xấu trên người mọc đầy gai xương, lại có một số con vương bảo nhạc không thể nhìn ra được là giống gì. Đồng thời trong số đó còn có vô số hung thú thân thể khổng lồ chừng 7 tám trượng, dù là gấu giữ hay voi khổng lồ, hoặc những loài cự thú chỉ tồn tại ở kỳ phấn trắng như khủng long. Thực tế, thứ khiến cho vương bảo nhạc rúng động lại là thứ khác, hắn thấy thấp thoáng phía xa trong đợt thú chiều đó hình như có cả người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Đám người khổng lồ đó tay cầm những thân đại thụ to huỳnh mỗi bước đi đều ngập tràn khí thế. Chúng nó tới gần khiến mặt đất rung chuyển. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đang đứng trên cứ điểm cũng có thể cảm nhận được sơn mạch bên dưới chuyển tới từng trận rung lắc dữ dội. Trên bầu trời lại có từng đàn hung cầm, chi chít răng kín như từng áng mây đen. Chúng nó ùa tới cùng với thú triều ở bên dưới, tựa như từng cơn hồng thủy ập tới, muốn phá nát, vùi chôn tất cả những thứ cản đường. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy thú triều, cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều hung thú như thế. Tính sơ qua thì số lượng hung thú lần này e rằng phải hơn cả trăm vạn. Mà con yếu nhất trong đám này cũng phải ngang với phong thân. Lại càng khỏi nói tới trong đó có không ít con cho Vương Bảo Nhạc cảm giác như đang đối mặt với tu sĩ chân tức. Không chỉ Vương Bảo Nhạc, đứng trước cảnh tượng này, những tu sĩ lần đầu tiên tham dự thú triều đến từ bốn đạo viện cũng đều kinh hãi. Đúng lúc này, trong cứ điểm lại vang lên giọng nói tràn đầy cùng bạo và sát khí của vị quân trưởng dâu ria sồm soàm kia. Loại thú triều quy mô nhỏ này thì cứ bắn một lượt hỏa thần pháo để diệt khí thế của chúng nó lời nói của hắn vang lên trên hơn trăm đài cao đặt hỏa thần pháo đều có hơn cả ngàn chiến sĩ đang vây xung quanh lúc này nghe thông báo thì lập tức khởi động toàn cứ điểm lập tức dung chuyển dữ dội lại có tiếng nổ tựa như xét đánh vang lên sau đó hơn trăm khẩu hỏa thần pháo này đều bộc phát tiếng khởi động nghe như cự thú sắt thép cất tiếng gầm lớn hơn trăm khẩu hỏa thần pháo bắn ra từng chùm tia sáng kinh thiên động địa bên trong những chùm sáng này ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm khí tức lại càng khủng bố vô cùng dường như ngay cả tu sĩ cũng không cách nào chống cự nổi trước một phát pháo này chỉ trong nháy mắt đã bị thần hình câu diệt nay lại có hơn cả trăm khẩu đồng thời bắn ra uy lực đó lớn tới mức khiến người ta rúng động hồi lâu trong tầm nhìn của vương bảo nhạc hơn trăm chùm sáng khổng lồ ầm ầm bắn ra với tốc độ vô cùng kinh người trực tiếp bắn vào thú triều kia thiên địa lập tức biến sắc mặt đất nổ tung một luồng sóng khí cuốn phăng mọi thứ xung quanh tạo thành gió lốc phả mạnh vào cứ điểm hô hấp của vương bảo nhạc trở nên nhanh hơn lúc này lỗ tai ong ong hắn thấy rõ những nơi trùm sáng bắn xuống từng phiến rừng lớn trực tiếp nát bấy từng con hung thú gầm to thân thể bị đánh nát lúc này đây dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm thậm chí có một người khổng lồ bị hỏa thần pháo này bắn trúng chỉ chớp mắt đã đi đời còn đám hung cầm bay trên trời thì cũng bị diệt hơn ba phần sau lượt bắn đó nhất thời sau khi hỏa thần pháo bắn xong thú triều trên chiến trường cằn cỗi kia đã bị bắn tan tác. Nhưng tiếng giống hung tàn kia thì lại càng khát máu và điên cuồng hơn. Lại nhờ việc bị đánh tan tác mà tốc độ của chúng lại nhanh hơn. Lao thẳng đến cứ điểm. Một lũ ô hợp. Vị quân trưởng nọ hư lạnh một tiếng. Lập tức hạ lệnh. Đội hỏa thần tự động bắn đi. Mục tiêu là đám xúc sinh khổng lồ kia. Hãy giết hết chúng cho ta. Quân đoàn thứ nhất lập tức xuất kích. Theo vị quân trưởng kia hạ lệnh. Những quan quân bên dưới nhanh chóng chấp hành chẳng mấy chốc vương bảo nhạc đã trông thấy đột nhiên có gần 10 vạn chiến sĩ chạy ra từ cửa lớn ở bên dưới cứ điểm. 10 vạn chiến sĩ này mặc khôi giáp, tay cầm pháp khí, sát khí ngập trời. Chiến tu của bốn đạo viện cũng đi theo cùng với bọn họ, trực tiếp lao tới sát lá cả với bầy hung thú ở vùng đất phía trước cứ điểm, bắt đầu chém giết. Lại có hỏa thần pháo thỉnh thoảng bắn tới. Mục tiêu chính là đám hung thú có hình thể to chừng 7, 8 trượng, khiến cho chiến cuộc thoạt nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng. Nhưng thực ra lại là tới nhanh mà tan cũng nhanh. Đồng thời, trận tu và ngự thú sư của bốn đạo viện cũng lục tục ra tay. Trên chiến trường nhất thời liên tục nổ mạnh. Cùng lúc đó, tất cả binh tu như Vương Bảo Nhạc đều có nhiệm vụ riêng. Bọn họ phải bảo trì những hỏa thần pháo mà mình chịu trách nhiệm, khiến chúng nó luôn giữ trạng thái hoạt động trơn chu Trần Vũ đồng mang theo Chu Bằng Hải đang căng thẳng và Tôn Phương hô hấp dồn dập chạy đi, phụ trách 20 khẩu hỏa thần pháo, còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách riêng 10 khẩu trong lúc chạy qua chạy lại giữa các nơi kiểm tra hỏa thần pháo, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía chiến trường. Bên tai là tiếng hung thú gầm gừ, tiếng giống của nhân loại và tiếng nổ mạnh không ngớt. Trong lòng của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại từ rung động trước đó. Nhiệt huyết dâng cao, phất tay một cái. Lập tức có 9 con muỗi nháy mắt bay ra từ trong tay áo của hắn. Lao thẳng tới chỗ chiến trường. Trước tiên phải kiểm tra uy lực mấy con muỗi của mình mới được. Chẳng qua đám hung thú kia nhìn có vẻ da dày thịt béo quá lông lại dày, không biết có làm nên cơm cháo gì không. Là một binh tu, dù mức độ nguy hiểm trên chiến trường không lớn lắm, tính cơ động lại cao, nhưng thực tế bọn họ cũng bận tối mặt, nhất là như Vương Bảo Nhạc bây giờ vậy. Một mình hắn phụ trách 10 khẩu hỏa thần pháo, cho nên thời gian dừng lại trên mỗi nơi cũng không được quá lâu. Bình thường sau khi kiểm tra xong thì phải lập tức chạy tới chỗ tiếp theo đồng thời cũng phải liên tục quan sát, cho ra phán đoán nhất định. Phát hiện khẩu nào có vấn đề thì phải lập tức giải quyết. Nếu thật sự không làm gì được cũng phải tranh thủ gọi Trần Vũ Đồng tới giúp đỡ. Cho nên nếu mỗi lần đều phải quay lại cứ điểm, rồi lại đến chỗ đài cao khác để kiểm tra thì tốn thời gian quá. Cho nên trong quá trình kiểm tra này, Vương Bảo Nhạc lấy khí cầu ra, trực tiếp bay qua bay lại giữa các đài cao ở bên ngoài cứ điểm. Lúc này vừa mới rỗi tay một lúc thì hắn lập tức thả mấy con muỗi ra. Định tìm mục tiêu thử nghiệm, nhưng đúng lúc này lại có một khẩu hỏa thần pháo lắc lư dữ dội. Vương Bảo Nhạc vội thu hồi tâm thần đang điều khiển mấy con muỗi kia lại, bay thẳng đến chỗ khẩu hỏa thần pháo kia. Còn mấy con muỗi thì được hắn hạ chỉ lệnh để bọn chúng đi đốt hung thú chân tức, sau đó không rảnh mà để tâm tới nữa. Vậy nên chín con muỗi này nhanh chóng bay trên chiến trường, tìm kiếm mục tiêu. Chẳng mấy chốc chúng đã tìm được một mục tiêu, đó là một con hung thú trông giống như loài báo. Tu vi vượt xa cổ võ khí thế có thể sánh với chân tức khiến cho con báo này vọt nhanh trên chiến trường hung tàn vô cùng mà nó lại rất đỗi danh ma tránh né chiến thu của bốn đạo viện chuyên tìm kiếm các chiến sĩ cổ võ mà tấn công bình thường nhào lên một cái là có thể cắn đứt cổ một chiến sĩ rồi lập tức chạy đi lúc này nó đanh lạnh lùng chạy nhanh giữa chiến trường sau khi tránh thoát một chiến thu của bốn đạo viện xong nó liếm môi tập trung vào một người đàn ông trung niên cổ võ đang chiến đấu với hung thú ở cách đó không xa nhún người muốn phóng lên nhưng ngay khi nó lao ra thì đột nhiên chín con mũi kia lập tức tới gần trong lúc nó không hề vắt rác gì thì chúng đã đậu lên người nó cái vòi tưởng chừng không thể nào xuyên thấu qua được lớp da lông này lại đột nhiên biến thành dài hơn thế mà lại đâm xuyên qua lông cắm vào trong cơ thể của con báo này sau khi hút nhẹ một cái thì cả chín con mũi lập tức bay đi nhưng ngay khi chúng nó vừa bay đi thì con báo đang hung hăng vồ tới chỗ người trung niên kia đột nhiên mở to hai mắt thân thể đang ở giữa không trung chợt run rẩy nó gầm lên một tiếng thê thảm, không biết lại sao lại run rẩy dừng lại, cố gắng đổi hướng, cắm đầu đập thẳng xuống đất. Sau khi rơi xuống đất thì nó điên cuồng gầm gừ, liên tục dãy mạnh trên đất, móng vuốt vói lên như muốn cua quào, cứ như toàn thân vô cùng ngứa ngáy. Loại ngứa ngáy này tuyệt đối không phải loại thường, tựa như có thể ăn sâu vào trong xương cốt của nó, khiến con báo có thể sánh ngang với chân tức này gào lên rất đỗi thê lương. Lúc này chiến lực của nó như mất hơn phân nữa dường như trong ngoài thân thể có vô số con sâu đang ngoe ngoe cắn xé, khiến nó lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Nó muốn đứng lên, nhưng trong cơn ngứa điên cuồng này nó lại hoảng sợ hơn khi phát hiện mình không thể đứng dậy, chỉ có thể tức giận gào lên. Nhưng tiếng gào này chưa vang được bao xa thì cử chỉ quỷ dị này của nó đã bị một vị chiến tu của bốn đạo viện chú ý tới, hắn nhanh chóng tới gần đâm một kiếm xuyên qua chán nó. Gì thế này? Thấy con báo này không hề tránh né, để mặt cho mình giết chết như thế khiến kiếm tu nọ kinh ngạc, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại lao thẳng tới chỗ một con hung thú khác chuyện này chỉ như một bong bóng nổi lên giữa biển rộng không khiến nhiều người chú ý ngay cả vương bảo nhạc cũng đang bận tối mắt tối mũi kiểm tra khẩu hỏa thần pháo bị trục chặt nên không lưu ý theo dõi vậy nên chín con mũi này lại tiếp tục bay vèo vèo trên chiến trường tìm kiếm con mũi dù trên chiến trường vô cùng tàn khốc máu me răng đầy tiếng gầm vang lên không dứt mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện thương vong nhưng chín con mũi này chẳng những linh hoạt mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé dù là tu sĩ hay chiến sĩ thậm chí là đám hung thú kia cũng khó mà phát hiện ra nhờ thế nên không ai phát hiện ra chúng chúng hoàn thành nhiệm vụ vương bảo nhạc giao phó vô cùng hoàn mỹ bắt đầu điên cuồng trích đám hung thú chân tức xuất hiện trước mặt mình vậy nên trên chiến trường dần xuất hiện cảnh tượng khá dị có không ít hung thú chân tức mới đó còn bình thường uy phong lẫm lẫm chiến đấu với người ta nhưng nháy mắt lại trợn mắt gào lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngo ngoe cọ quậy giống như muốn gãi ngứa vậy có một số con vì móng vuốt có thể với được chúng chỗ ngứa thế là trong cơn ngứa điên cuồng không sao tả nổi kia chúng bắt đầu hành vi gãi điên cuồng tự hại mình dù máu me be bét cũng không ngừng lại lại có một số con không gãi ngứa được nên phát cuồng tàn phá xung quanh gào lên cắn xe cả người cả hung thú bất phân địch ta ban đầu chẳng ai chú ý lắm nhưng trường hợp này càng lúc càng nhiều cuối cùng lan ra khắp nơi khiến cho vô số người kinh ngạc ghé mắt chuyện gì thế này chẳng lẽ đám hung thú này điên tập thể à Chúng nó đang làm gì thế kia? Gãi ngứa á? Ta không nhìn lầm đấy chứ. Theo số lượng hung thú xuất hiện hành vi lạ ngày càng nhiều, dù là chiến sĩ hay tu sĩ đều phải giật mình bật thốt. Nhất là mấy chiến sĩ đang đứng trên đài cao chỗ hỏa thần pháo kia, bọn họ đứng trên cao, tầm nhìn càng rộng rãi và bao quát hơn, lúc này cả đám cũng phải được mặt ra. Bọn họ chiến đấu với hung thú quanh năm, chưa bao giờ thấy chuyện thế này xảy ra. Còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này rốt cuộc cũng sửa khẩu hỏa thần pháo kia xong. Nghe thấy đám người xung quanh kinh hô thì cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Cũng đúng lúc này, hình như đám phi cầm trên trời cũng khó thoát khỏi vòi của bầy muỗi, thế là chúng kêu thảm giữa không trung, ngừng đập cánh, kêu lên đầy thảm thiết rồi lục tục cắm đầu rơi thẳng xuống đất. Đáng sợ nhất là trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của chúng lại sưng phồng lên tới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể tin nổi. Vương Bảo Nhạc run lên một cái, thần sắc chật động, lập tức dung nhập linh khí vào trong vỏ kiếm tầm nhìn phía trước nhanh chóng thay đổi dung hợp cùng thị giác của đám mũi kia xuất hiện hình ảnh của toàn bộ chiến trường hắn không hề điều khiển mà nhìn chúng nó nhanh chóng đậu lên người của đám hung thú đốt một cái rồi lại vội vàng bay đi còn đám hung thú bị đốt xong thì lại phát điên gào lên vương bảo nhạc hít sâu một hơi mở to hai mắt chúng chúng mạnh tới vậy sao vương bảo nhạc thì thảo vừa không dám tin lại có phần hưng phấn đồng thời nhờ vào tầm nhìn của đám mũi kia hắn đột nhiên chú ý tới hàm răng của đám hung thú nó. Thế là hai mắt sáng rực lên. Nơi này toàn răng là răng, mình cần răng thú số lượng lớn để chế tác long nha. Chỗ này toàn là của báu cả. Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng, lập tức điều khiển một con mũi bay về, dùng tầm mắt của nó quan sát mười khẩu hỏa thần pháo kia. Riêng hắn thì nhảy thẳng xuống dưới, lao về phía chiến trường. Hắn lao xuống khiến cho không ít chiến sĩ giật mình. Đang định la lên ngăn cản. Hiểm nỗi tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh chỉ nháy mắt đã lướt phăng phăng vào chiến trường. Có một con hung thú dữ tợn gào lên nhào về phía hắn, nhưng vừa nhào lên được một nửa thì Vương Bảo Nhạc đã chủ động áp sát nó. Giơ tay phải lên túm lấy cằm của nó ấn mạnh, khiến con gấu này phải há mõm ra. Răng tốt đấy. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, tay phải nhanh chóng đút vào nắm hàm răng bẻ thật mạnh. Rắc một tiếng, trong tiếng gầm gừ đau đớn của con gấu nọ, Vương Bảo Nhạc phất tay bắn ra bảy tám thanh phi kiếm chém bay đầu nó rồi tiếp tục chạy đi cảnh nà bị những chiến sĩ định gọi vương bảo nhạc quay về nhìn thấy cả đám lập tức hít sâu một hơi rung động dữ dội khi nhìn về phía vương bảo nhạc phải biết rằng con gấu đó có thể sánh ngang với chân tức đấy nhưng ở trước mặt vương bảo nhạc thì nó lại yếu xìu như thế sau khi ném hàm răng kia vào trong túi chữ vật vương bảo nhạc hí hưởng vô cùng nhờ vào tầm nhìn của con muỗi đang ngó chừng 10 khẩu hỏa thần pháo kia sau khi xác định chúng không có sự cố gì thì hắn lại mượn tầm nhìn của một con muỗi khác qua lại liên tục trên chiến trường chẳng mấy chốc trên chiến trường liên tục xuất hiện tiếng gào thảm thiết của đám hung thú khi bị xé hàm răng ra khi đang còn sống mà trong tiếng gào của chúng nó còn có cả tiếng hét đầy vui mừng của vương bảo nhạc hàm răng này đỉnh quá ơ kìa hàm răng này cũng ngon lành luôn hàm này cũng bén quá cho ta xin nhé vương bảo nhạc giống như một u linh béo ú thoăn thoắt qua lại trên chiến trường xuất hiện trước mặt từng con hung thú bị mũi đốt bẻ răng giết chết động tác vừa nhanh vừa chuẩn sau đó lập tức lùi đi Dân già, ngày càng có nhiều người phát hiện ra cảnh này hơn, dù là chiến sĩ hay chiến tu của bốn đạo viện, thậm chí không ít người trên cứ điểm cũng thấy được cảnh Vương Bảo Nhạc ra tay, nhổ răng. Tên Vương Bảo Nhạc này làm gì thế? Nhổ răng á? Cả đám ngu người đồng thời cũng giật mình khiếp sợ, thật sự là Vương Bảo Nhạc cứ như mọc mắt ngoài sau ót vậy. Trên chiến trường hỗn loạn thế này mà hắn như có mắt ở khắp trốn, tai nghe bốn phương, tốc độ lại còn nhanh, như một con cá chạch thừa cân tránh thoát đám hung thú bao vây tận mấy lượt. Mỗi lần ra tay thì nhất định phải nhổ răng, mà đám hung thú đối thủ của hắn con nào cũng bị ngứa ngáy kỳ lạ, khiến chúng gào thét và gãi lên hồi, chẳng còn sức đánh trả. Chỉ trong thời gian một nén ngang thì đã có hơn 30 con hung thú chân tức chết trong tay Vương Bảo Nhạc. Có rất nhiều hung thú cổ võ là do hắn đi ngang qua nên tiện tay xử luôn, chiến tích thế này đã ăn đứt số chiến thu kia, khiến cho những chiến thu của bốn đạo viên thấy xong đều sinh lòng không phục tăng tốc ra tay muốn ganh đua với hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía cứ điểm trên chiến trường vô cùng hung tàn, mà số mũi của Vương Bảo Nhạc cũng bị hao tổn. Chẳng qua với hắn mà nói thì chỉ cần linh khí không cạn, vẫn có thể tạo ra vô số mũi. Lúc này hắn càng đánh càng hăng, tay nghề nhổ răng cũng ngày càng rành rẽ hơn. Bình thường ánh mắt đảo qua một cái là có thể lập tức xác định được hàm răng của đối phương phải nhổ kiểu gì mới có thể rút tận gốc. Chẳng lẽ ta có thiên phú làm nha sĩ à? đến chính bản thân hắn cũng phải kinh ngạc tốc độ tăng nhanh lúc này hắn đến trước mặt một con hung thú màu xanh có bộ dạng như sư tử thật ra thì con hung thú này vốn không lớn lắm nhưng giờ lại nhanh chóng sưng phù lên nó đang gầm gừ cọ mình xuống đất muốn gãi ngứa